Bình An. Đây là Bình An. Lốp bóng 6-2 cho các cầu thủ bên phía Lions FC. Không thể ấn tượng hơn với cách khép lại trận đấu của Bình An. Nam tài tử điện ảnh đã giúp cho chúng ta khép lại trận đấu giữa Lions FC và các cầu thủ Season Nam Venue với một siêu phẩm. Khá nguy hiểm. 3-1 cho các cầu thủ bên phía Lions FC. Vẫn là phong cách ăn mừng quen thuộc của Bình An. Đây đã là bàn thắng thứ hai của anh tại đua Phát Open Cup 2019. Ông thắng lần này là người đã tiến cả và Bình An đã có một tình huống đánh đầu rất nhạy cảm. Nhiều vệ tinh chờ những đường chuyền. Đây là Bình An. Sút bóng. Bóng đã đập cột trong. Tỷ số đã là 4-0 cho Lions FC. Và đây là trận đấu thứ tư liên tiếp của Nguyễn Bình An hiện tên mình trên bảng tỷ số. Chú gà son của Lions FC lại lên tiếng. Các cầu thủ áo đỏ phá trống trải. Bình An 1-0 cho các cầu thủ Lions FC. Tạ Quang Tùng là người đã đưa ra một đường chuyền không thể ngon ăn hơn và cực kỳ hợp khẩu vị với Bình An. 1-0 cho đội bóng có thể coi là đội khách ở trận đấu này. Đây sẽ là một diễn biến rất đáng bất ngờ, nhưng đó là một tình huống tấn công sắc nét của đội bóng áo đỏ. Hoàng Sơn và Bình An đang băng lên rất vừa tầm. 5-0, cực kỳ hợp với khẩu vị của Bình An. Công lớn phải thuộc về đường chuyền dọc biên của Xuân Hải, sau đó là pha bứt tốc và thả một ra một đường chuyền đến từ Hoàng Sơn. Phần còn lại với Bình An là quá đơn giản. 5-0 cho các cầu thủ Lions FC. Như vậy là Bình An cũng đã có thêm được một cú đúp. Không có lỗi việt vị, trọng tài không hề phất cờ, không hề có lỗi việt vị một chút nào. Vẫn chuyền bóng và 6-0 cho Lions FC. Tiếp tục là Hoàng Sơn. Cú sút thẳng của Hoàng Sơn, bóng đã đập cột dọc. Dứt điểm, 1-0 cho các cầu thủ Lions FC. Người ghi bàn là Nguyễn Bình An, 4 bàn thắng cho Nguyễn Bình An kể từ đầu mùa. Nguyễn Bình An đã chớp cơ hội rất nhanh. Đó là một tình huống bất ngờ thấy được cảm hóa của Bình An. Nhưng đáng kể trước đó là cú sút phạt đã khiến cho thủ thành bên phía các cầu thủ của 88 Cafe FC bắt bóng không dính. Cú sút like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.